kiêu xuân giúp trắng da mờ nám ổn định nội tiết kéo dài tuổi xuân thì có bác sĩ nguyễn thái hà à, chúng tôi xin hỏi là làm sao để cho em phụ nữ có thể vượt qua giai đoạn này nó nhẹ nhàng và nó cảm giác là nó giống như cuộc sống hàng ngày chứ không phải là trong cái thời trong cái giai đoạn là tiền mãn kinh nữa hồi xưa thì bà ngoại bà nội mình á phải chấp nhận thôi vì đây nó là cái quá trình sinh lý bình thường của cơ thể nhưng hiện nay thì khác nhất là các do các cái tiến bộ khoa học ở trên thế giới và đặc biệt là tiến bộ về những cái về tiến bộ về y học thì người ta thấy là chị em mình có thể làm đẩy lùi cái cái giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh mình lại, tức là kéo dài cái tuổi thanh xuân của mình ra. Đứng về mặt thầy thuốc chúng tôi thì có hai cái phương pháp. Thứ nhất là chúng tôi sẽ bổ sung cái nội tiết tố của chị bằng các cái gọi là thuốc tây nhưng mà cái phương pháp này nó không được an toàn lắm tại vì hễ chị muốn có cái hiệu quả chị phải dùng lâu dài nhưng mà hễ chị dùng cái thuốc này lâu dài thì nguy cơ của ung thư vú ung thư nữ nó cao hơn và nhất là nếu mình không có điều kiện để mình kiểm soát để mình đi khám để mình định lượng cái nội tiết trong cơ thể tức là mình đã dùng quá thì mình sẽ đi đến những cái bất lợi trong cái thời gian à, tiền mãn kinh và chính vì cái bất lợi này không an toàn này của thuốc tây mà y tế thế giới người ta khuyến khích là mình nên bổ sung cái nội tiết tố nữ bằng cái thảo dược vì đây là cái biện pháp bổ sung nội tiết an toàn và hiệu quả thí dụ như là mình có thể xài được cái viên kiều sưng. Đấy vì sao? Vì cái viên kiều sưng này nó có chứa loại thảo dược thiên nhiên gọi là Sog 100. Cái thảo dược này nó được chiết xuất từ ba cái thảo dược rất là quan trọng và quý hiếm của Hàn Quốc là dương quy, cát sơn tiêu, tục đoạn. Là ba cái thảo dược rất quý của Hàn Quốc. Đấy, và nó sẽ tạo cho cơ thể mình có một cái loại nội tiết tố nữ. Và cái sản phẩm này á, nó được sử dụng ở Hàn Quốc và Trung Quốc trên 400 năm và được coi như là một cái bài thuốc dân gian để tạo ra cái nội tiết tố nữ trong cơ thể. Và khi mà cái SOG100 này mà nó kết hợp với các cái chất chống oxy hóa trong cái viên uống kiều xương nó giúp cho cơ thể mình thứ nhất là như chị nói đầu tiên là cái về cái làn da da sẽ săn chắc hơn sẽ đỡ nám hơn thứ nhì nó sẽ làm cho cái vóc dáng của mình nó thon thả hơn chứ không có phì ra như tôi nói lúc nãy và thứ ba nữa là rất là quan trọng là nó sẽ làm giảm cái rối loạn kinh nguyệt và giảm cái khô teo của cái vùng kính mình như thế thì mình sẽ đỡ lo âu hơn và cái quan hệ vợ chồng nó cũng bớt cái trở ngại và đặc biệt là cái SOG 100 này nó sẽ giúp cho cơ thể bảo vệ gan là một và giảm các cái tỷ lệ đối với các cái bệnh ung thư của phụ nữ để và giảm các cái tỷ lệ bệnh mà của người phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh mãn kinh hay gặp là loãng xương gãy xương và các cái bệnh nội khoa khác như là tim mạch đái đường cao huyết áp đối với chị em trong giai đoạn tiền mãn kinh tức là sau 30 40 50 thì cái làn da nó dễ bị xấu mình có thể dùng cái serum kiều xuân cái sản phẩm serum kiều xương này chứa cái idavera và cái nano bright và cái tinh dầu hoa hồng cho nên nó sẽ giúp cái làn da mình đỡ nám rồi các cái nếp nhăn nó đỡ nhăn hơn trắng da, mịn da và mình sẽ tự tin hơn trong cái cuộc sống của mình Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 1900 545439 để được tư vấn miễn phí quý vị nha